nha mẹ kia, mẹ kia, cười mẹ kia. Nên là em đang nhìn nó đúng rồi đấy, đó chính là tuổi thơ, một cái tuổi thật đẹp và những với những ước mơ. Từng giọt nắng ấm mát tươi sáng, muôn hoa lục linh sắc màu. Chợt nhớ đến lúc thơ bé đôi ta từng tăng vui đùa. Ngày xưa ấy nay đã xa vắng vai cho tôi bao nhớ nhung. Tình bạn thân qua bao năm tháng sẽ không bao giờ xóa mờ. Thời gian sao trôi lặng lẽ trách ai tôi đâu có ngờ. Dù cho mai sau phần lớn vẫn luôn luôn nhắc thầm. Ngày xưa ấy nay đã cuộc sống đã trôi qua như giấc mơ. Nhớ một ngày tình bạn xưa nồng ấm, người bạn xưa yêu dấu. Tình bạn ngày xưa mình đã sống bên nhau đã xa rồi. Kỷ niệm thơ ngày tháng, ngày nào ta thơ bé. Kỷ niệm tuổi thơ sẽ mãi không bao giờ phai. Chim đua nhau hát ca, từng giọt nắng ấm mắt khi sáng muôn hoa lung linh sắc màu. Chợt nhớ đến lúc thơ bé đôi ta tung tăng vui đùa. Ngày xưa ấy nay đã xa vắng mang cho tôi bao nhớ buồn. Bản thân qua bao năm tháng sẽ không bao giờ xóa mờ. Thời gian sao trôi lặng lẽ trên tay tôi đâu có ngờ. Dù cho mai sau vẫn lớn vẫn luôn còn nhắc thầm. Để đưa bé hai năm cuộc sống đã trôi qua nhiều giấc mơ. Trong quá trình xem phim, chúng ta hãy chuẩn bị những câu hỏi và những thắc mắc của mình.
Và bây giờ xin mời quý vị và các em cùng đến với bộ phim hoạt hình Xin hãy giữ gìn cho nhau. Đặc biệt mạnh mẽ cả về thể chất, tâm sinh lý, tình cảm cũng như khả năng hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, sự phát triển của mỗi em là khác nhau. Và để hiểu biết rõ hơn về kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, chúng tôi đã mời tới chương trình ngày hôm nay bác sĩ Từ Hưng Việt đến từ Chi cục Dân số tỉnh Lạng Sơn. Và ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ trực tiếp trao đổi cũng như giải đáp những thắc mắc của các em xoay quanh vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Và sau đây chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón bác sĩ Từ Hưng Việt. Xin mời bác sĩ ạ. Kính kính thưa các thầy giáo, cô giáo và kính thưa ban tổ chức, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các em. Và hôm nay thì tôi được sự phân công của cái chi cục dân số tỉnh đến trao đổi và trả lời một số những các cái thắc mắc mà các em sẽ gửi lên. Thì đầu tiên thì cho tôi gửi tới tất cả các em một cái lời chúc sức khỏe và làm thế nào cho cái buổi trao đổi của chúng ta hôm nay thực sự là bổ ích. Xin cảm ơn các em. Thế thì hôm nay là ở đây là chúng ta có một cái chương trình tức là tuyên truyền sức khỏe sinh sản đối với đối tượng là vị thành niên và thanh niên. Thì chúng ta thấy là cái sức khỏe nó là cái tài sản quý nhất của mỗi người. Muốn học tập tốt thì chúng ta phải có sức khỏe tốt. Muốn lao động tốt thì chúng ta cũng phải có sức khỏe tốt. Thế là ở đây thì là Đảng và Chính phủ đã có một cái chủ trương lớn, tức là một cái chiến lược chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thành ra giai đoạn tới là chúng ta sẽ thấy rằng là cái danh từ sức khỏe sinh sản là sức khỏe sinh sản ở đây là một cái chủ trương chiến lược của Đảng và Chính phủ quan tâm chăm sóc sức khỏe của toàn dân, từ đối tượng khi còn nằm trong bụng mẹ cho đến khi đẻ ra lớn lên và đến cái tuổi già về sau này, tức là được chăm sóc tất cả các giai đoạn, kể cả nam cũng như là nữ, con trai cũng như con gái, là coi như là đều được quan tâm như nhau cả. Thế và có một cái chiến lược chăm sóc từng giai đoạn một. Thế thì chúng ta là cái giai đoạn vị thành niên, chúng ta quan tâm ở đây là vị thành niên và thanh niên. Thì chúng ta có cái khái niệm thế nào là vị thành niên?
Vị thành niên là cái đối tượng, cái tuổi từ 10 tuổi cho đến 17 tuổi. 17 tuổi. Thế vì ở quy định của cái nhà nước ta và luật pháp ấy, là 18 tuổi là cho đi bầu cử, cho tham gia nghĩa vụ quân sự. Thế nhưng mà thực tế ra thì cái tuổi trưởng thành của người ta của một con người trưởng thành là phải là cái tuổi 25. Cái tuổi 25 là cái tuổi mà người ta dừng phát triển. Nghĩa là về tất cả, nghĩa là chiều cao rồi là cân nặng rồi tất cả những các cái là nó phát triển đến mức độ là hoàn thiện của một cái người trưởng thành thì là tuổi 25. Thế thành ra cái vị thanh niên ở đây ấy, thì người ta quy định là từ 10 tuổi cho đến 17 tuổi. Thế và thanh niên thì quy định là từ 16 tuổi cho đến 24 tuổi. Thế nhưng mà do cái đặc điểm tâm lý và sinh lý thì người ta thấy rằng là cái tuổi từ 10 tuổi cho đến 24 tuổi nó có những cái đặc điểm na ná giống nhau. Thế và đều là những người chưa trưởng thành. Những người trưởng thành là cái người ở cái tuổi 25. Không, là coi như là cơ thể là trưởng thành ở mức độ là hoàn thiện và đầy đủ. Thế thì ở đây ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái giai đoạn cái tuổi vị thành niên là từ 10 tuổi cho đến 17 tuổi. Thì trong cái giai đoạn này thì xin trao đổi với các đồng chí là các bạn trẻ là chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Chúng ta có những cái sự nghĩa là thay đổi liên tục. Khi mà cơ thể ở cái tuổi từ 10 tuổi trở lên thì thấy rằng là cái thể chất, tức là cái sự phát triển về cơ thể là liên tục và phát triển rất mạnh, phát triển rất mạnh. Thế và cùng với cái phát triển về thể chất thì phát triển về mặt nghĩa là sinh lý cũng như là tâm lý cũng liên tục. Và cái quá trình phát triển về thể chất và tinh thần như vậy là liên tục, nó song hành với nhau. Và nó tạo cho cái cơ thể người ta một cái cuộc vật lộn, phải không? Một cái tình huống là thực tế là phải liên tục là có một cái là tự tìm hiểu mình. Không biết là chiều thời gian tới thì mình cao có bằng cái cô người mẫu mà vừa xem TV không chẳng hạn. Thế rồi là cái thể hình của mình như thế nào? Thế tức là mình vẫn chưa chưa hiểu được là cái sự phát triển của cơ thể như thế nào. Rồi nó sẽ đến đâu? Thế thì đây là một cái câu hỏi mà làm cho cái quá trình suy nghĩ của các cháu ở cái tuổi trẻ là nó liên tục. Đấy, chính vì lý do đó thành ra là trên cái bộ phim hoạt hình hôm nay thì các cháu có những cái câu hỏi gì thì tôi sẽ giúp các cháu cùng giải đáp. Các em học sinh chúng ta có những thắc mắc gì mà các em không thể hỏi trực tiếp từ bác sĩ Việt thì chúng ta sẽ chuẩn bị ra giấy. Các em sẽ viết những câu hỏi, những thắc mắc của mình ra giấy và sau đó các giáo viên sẽ giúp chúng tôi chuyển lên đây cho bác sĩ Việt và bác sĩ Việt sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của các em. Và tuy nhiên là bạn nào mạnh dạn hơn thì các em có thể đứng dậy hỏi trực tiếp bác sĩ về những vấn đề mà mình đang băn khoăn. Lứa tuổi của các em đang là tuổi mới lớn chẳng hạn. Trong quá trình đi học thì chúng ta cần phải chú ý đến những vấn đề gì trong sức khỏe sinh sản này, rồi tất cả những thắc mắc của các em trong việc bây giờ là giai đoạn chúng ta đang phát triển mạnh mẽ nhất về thể chất, vậy thì các em có những cái sự thắc mắc gì, thấy cơ thể mình có những cái gì thay đổi chẳng hạn thì các em cũng có thể hỏi trực tiếp bác sĩ. Và xin hỏi các em học sinh ở dưới là có bạn nào muốn hỏi trực tiếp bác sĩ Việt không ạ? Có ai không ạ? Bạn nào không có ý kiến hỏi trực tiếp thì giơ tay ạ. Tôi hỏi là bạn nào không có ý kiến hỏi trực tiếp thì giơ tay ạ. Không thấy có ai giơ tay cả, tức là tất cả các em đều muốn hỏi trực tiếp phải không ạ? Vậy xin hỏi một lần nữa là bạn nào không đứng dậy hỏi trực tiếp thì giơ tay ạ. Vâng, rất nhiều cánh tay giơ lên. Nếu vậy thì chúng ta cũng có thể viết giấy để chuyển lên đây cho bác sĩ Việt. Và xin mời các em, chúng ta hãy mạnh dạn lên và các em có những thắc mắc gì sau khi xem xong bộ phim hoạt hình, chúng ta còn những điều gì chưa hiểu chẳng hạn. Vâng, có một tốp một số bạn học sinh ở phía dưới hình như đang có gì băn khoăn phải không ạ? Và xin mời chuyển mic cho một trong các bạn nam đang ngồi phía dưới kia ạ. Vâng, chỗ chị mặc áo đỏ ấy ạ. Vâng,
dưới các em cũng đã chuẩn bị câu hỏi ra giấy thì chúng ta cũng hãy chuyển lên đây cho chúng tôi. Câu hỏi của cháu là tuổi vị thành niên là gì và thuộc lứa tuổi nào? Nắm rõ hơn cái tuổi vị thành niên thì theo cái tiêu chuẩn của quốc tế thì mỗi nước có nhiều nước người ta có những trường hợp người ta quy định vị thành niên từ 10 tuổi cho đến 19 tuổi. Thế có nước thì người ta quy định đến 21 tuổi rồi là 24 tuổi. Thế nhưng ở Việt Nam thì cái tuổi vị thành niên là chúng ta quy định là từ 10 tuổi cho đến 17 tuổi. Và từ tuổi thanh niên là từ quy định là từ 16 tuổi đến 24 tuổi. Thế chúng ta có một cái khái niệm về cái tuổi vị thành niên là như vậy. Thì để thấy rằng là trong cái giai đoạn này thì chúng ta thấy là gì? Cái tuổi này là cái tuổi nghĩa là bản lề, tức là giữa cái biết và cái chưa biết. Đặc biệt là cái tuổi mà nó chịu cái rất là nhiều những cái áp lực của các cái xung năng. Cái xung năng. Thế và là với nhiều cái áp lực như vậy thì nói chung là cái tính khí là nó chưa ổn định và cái thể chất là cũng chưa ổn định. Phải chấp nhận cái sự kèm cặp giúp đỡ của bố mẹ ở gia đình này. Thế rồi là đoàn thanh niên ở nhà trường này và thầy cô giáo ở trường. Thế thành ra là chúng ta thấy rằng là cái tuổi này là phải cần có một cái người có những các cái đoàn thể rồi có nhà trường thầy cô là kèm cặp hỗ trợ. Vừa rồi là có một em thì chúng ta thấy rằng là ở cái tuổi này là cái tuổi mà chúng ta chưa biết gì về vấn đề đại gồm những biện pháp gì thì xin trả lời các cháu là trong cái biện pháp tránh thai thì hiện nay có rất nhiều biện pháp, nhưng mà về biện pháp tránh thai hiện đại thì hiện nay chúng ta có bốn biện pháp tránh thai hiện đại. Cái biện pháp thứ nhất là biện pháp đình sản, tức là hiện tượng là chúng ta thôi đẻ vĩnh viễn. Cái biện pháp đình sản nam và đình sản nữ là một cái biện pháp mà áp dụng nó là sẽ vĩnh viễn không đẻ nữa. Thế chính vì lý do đó là người ta dành cho cái đối tượng là đã có một hoặc hai con khỏe mạnh và người ta cảm thấy như thế là đầy đủ rồi thì coi như có thể dùng biện pháp tránh thai hay là vĩnh viễn. Thế cái biện pháp thứ hai mà trong cái biện pháp tránh thai hiện đại là cái dụng cụ tử cung. Thì đây là một cái dụng cụ bằng kim loại hoặc là bằng nhựa. Thì cái đặc điểm là nhựa hoặc là kim loại này nó là một loại kim loại trung tính, có cùng một cái độ dẫn điện với cơ thể và cùng một cái điện trở xuất với cơ thể. Thế thành ra khi người ta đặt vào trong cái buồng tử cung thì nó có tác dụng là nó làm đặc quánh cái nút nhảy của tử cung cũng như là nó ức chế cái quá trình rụng trứng mà nó mang cái tác dụng là tránh thai. Thế cái biện pháp thứ ba là trong cái biện pháp tránh thai hiện đại là người ta có dùng thuốc tránh thai. Ở đây thì có thuốc tránh thai đường tiêm, có thuốc tránh thai đường uống và có thuốc tránh thai đường cấy. Thế cái đường uống ấy thì nó có rất nhiều loại. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là có khoảng trên 50 công thức khác nhau. Thế và dùng cho các cái lứa tuổi, tức là mỗi một người thì có thể là sẽ hợp với một cái công thức của thuốc tránh thai. Thế tại nhà thuốc tránh thai thì nói chung là khi sử dụng là phải được cái sự hướng dẫn của các thầy thuốc chuyên khoa về gọi là trong cái biện pháp tránh thai hiện đại. Cái biện pháp thứ tư trong biện pháp tránh thai hiện đại là chúng ta có một cái biện pháp là dùng cho nam giới, đó là bao cao su. Bao cao su là một cái biện pháp tránh thai rất hữu hiệu. Nó mang cái tác dụng kép là nó có tác dụng tránh thai và nó có tác dụng là phòng tránh các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Và hiện nay thế giới người ta ca ngợi đây là một cái cứu cánh của nhân loại. Thế thành ra là cái biện pháp tránh thai mà bằng sử dụng bao cao su là dành riêng cho nam giới. Thế thì về cái biện pháp tránh thai thì chúng ta nắm là có bốn biện pháp tránh thai hiện đại là tức là đình sản, thế rồi là dụng cụ tử cung và thuốc tránh thai đường uống, đường tiêm và đường cấy, và cái nữa là cái bao cao su. Tức là về các biện pháp tránh thai thì chúng ta có bốn biện pháp. Ngoài ra thì còn rất nhiều cái biện pháp nữa, nhưng mà trong gọi là biện pháp tránh thai hiện đại thì có bốn biện pháp. Ai có giọng nói vịt được phải không? Khi đến tuổi dậy thì
À, thế thì ở đây là có một cái câu hỏi là kinh nghiệm là gì? Thì xin báo cáo với các bạn trẻ là kinh nguyệt là một cái từ Hán Nôm, kinh thì là máu, mà nguyệt thì là trăng. Một tháng thì thấy trăng một lần, tháng thấy trăng một lần nó gọi là máu tháng chẳng hạn. Thì đây là cái kinh nguyệt. Thì kinh nguyệt, thì chúng ta nói đến kinh nguyệt thì chúng ta phải hiểu được kinh nguyệt là gì, không? Thì đấy là cái kinh nguyệt, là một cái từ như vậy. Thế nhưng mà khi nói về kinh nguyệt thì chúng ta phải nói là thời, phải nắm được cái thời gian thế kinh và cái vòng kinh. Thế cái vòng kinh thì ở người phụ nữ thì mỗi người thì có một cái vòng kinh cũng không giống nhau đâu, nó cũng khác nhau một tí. Có người thì vòng kinh 22 ngày, 24 ngày, rồi 28 ngày, 30 ngày, thậm chí trên 30 ngày. Tức là người ta tính vòng kinh là tính từ cái ngày đầu tiên của lần có kinh này đến cái ngày đầu tiên của lần có kinh tiếp theo là bao nhiêu hôm, thì người ta gọi đấy là vòng kinh. Còn thời gian thấy kinh thì người ta được tính là 3 ngày hay 4 ngày, có người chỉ độ 1 ngày thôi. Thế nhưng mà kinh là cái máu mà đã đông ở trong buồng tử cung rồi, khi chảy ra ngoài không bao giờ nó đông nữa, và nó là một cái màu đồng nhất. Thế khi mà cái màu sắc của nó thay đổi mà nó không phải là một màu đồng nhất nữa, mà nó lại có những hòn máu cục, có những sợi, thì tức là đấy là một quá trình viêm nhiễm mà nó có cái hiện tượng là chảy máu kèm theo. Thế thành ra là chúng ta phân biệt được để có thể là tiện trao đổi và gặp các bác sĩ chuyên khoa để mà mình có cái hướng xử trí. Dây thì trưởng thành thì cái đôi dây thanh đới ở cổ này là nó dày lên, nó dày lên, thế là nó không còn nó không như ở nữ giới. Nữ giới thì nó thanh mảnh hơn, thành những cái giọng của họ cao hơn và nó trầm hơn. Như ở nam giới thì cái giọng trầm hơn, ồm ồm hơn. Thế nhất là khi mà cái giai đoạn mới dậy thì cái sự phát triển mạnh của đôi dây thanh đới này ấy, cùng với gọi là cái hệ thống cái thanh quản ấy, thì nó có những cái nó tạo ra sự thay đổi về cái âm lượng. Thế thì đây là một cái quá trình phát triển về thể chất đối với mỗi người ở từng giai đoạn một. Thế và một cái ý nữa, một em hỏi là học sinh chúng em có nên yêu hay không? Cái chuyện đó là có chứ, phải không? Cái chuyện đó là nhưng mà ở đây ấy, thì chúng ta thấy rằng là gì? Yêu đương, yêu đương, yêu đương là ở đây là chúng ta phải có một cái là gì? Đoàn trường sẽ hướng dẫn các em có một cái quan niệm đầy đủ, phải không? Thế nào là tình bạn, thế nào là tình yêu, phải không? Thế thành ra là chúng ta phải có những các cái khái niệm nó rõ ràng. Thì xin trao đổi với các cháu một số ý như thế này. Bao cao su người ta đã nói là đây là cứu cánh của nhân loại, không? Là một cái cứu cánh của nhân loại. Bao cao su là một cái dụng cụ mà có cái tác dụng kép là vừa tránh được các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục mà vừa tránh được thai. Thế nhưng mà hiện nay thì có rất là nhiều loại bao cao su. Có những cái loại bao cao su thì người ta đưa cái hương liệu mùi hoa hồng vào, thế có loại thì người ta đưa cái mùi sô cô la vào, thế thì có loại thì người ta đưa mùi chanh dâu vào. Tức là đây là những cái hương liệu mà người ta đưa vào để cho nó phù hợp với từng người một. Cái người mà thích mùi sô cô la thì mua cái loại có cái mùi sô cô la, thế người mà có cái thích cái mùi cam chanh thì ta mua cái loại mà có cái hương liệu mà mùi cam chanh. Thế thành ra là đây là cái hương liệu mà người ta đưa từ ngoài vào thôi. Thế còn thì bao cao su thì hiện nay nó có những cái loại mà cho những cái đối tượng trẻ, những cái đối tượng là có tuổi, nhiều khi người ta còn trang bị thêm một số cái thuốc nội tiết ở bên trong. Thế thành ra là bao cao su là nó gồm rất nhiều loại. Thế thành ra là ở cái tuổi này thì chúng ta nghiên cứu cũng là rất là chính đáng thôi. Thế thành ra là để giải thích thì với các cháu thì tôi trao đổi như vậy. Ảnh hưởng của mang thai sớm đối với sức khỏe của mẹ và của đứa trẻ như thế nào? Thì như chúng ta đều nắm cái tuổi trưởng thành là tuổi 25. Thế và luật pháp nhà nước Việt Nam ấy là quy định là con gái ấy, mà là cái tuổi mà được phép, nghĩa là đăng ký kết hôn, được phép lấy chồng là tuổi 18. Là tuổi 18. Mà con trai mà được phép xây dựng gia đình, được cưới vợ là ở cái tuổi 20. Đấy là luật pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ở đây có hai ý, tôi trả lời ý thủ dâm là gì trước. Ở đây thủ dâm ấy là một cái hình thức là tự kích thích cái bộ phận sinh dục mà tìm cái khoái cảm của riêng một người, có thể là ở nam và có thể là ở nữ, nhưng mà do tự một người thôi, tự như vậy kích thích vào những cái vùng nhạy cảm để mà mình tìm là những cái cảm giác thích thú riêng của mỗi người. Thế thì người ta có thể là dùng tay và họ có thể dùng dụng cụ. Thế gần đây thì có những cái dụng cụ người ta bán ở biên giới là rất nhiều. Thế nói như thế là cái thủ dâm là cái hình thức tự kích thích của cá nhân một người, tức là cái thủ dâm là một cái hình thức người ta kích thích, mục đích người ta tạo ra một cái vào những cái vùng nhạy cảm để mà nó đưa đến một cái thích thú, cái khoái lạc riêng. Thế và nếu mà ta lạm dụng cái trò chơi này thì mục đích của cái kích thích này là tạo ra được một cái cảm giác càng nhanh càng tốt. Thế thành ra nếu mà lạm dụng cái trò chơi ấy thì nam giới sẽ mắc phải một cái bệnh là xuất tinh sớm. Các cụ nói là chưa đi đến chợ hết tiền. Thế tức là đấy là cái hiện tượng ấy là không tốt. Về sau này khi xây dựng gia đình là không tốt. Thế và cái gia đình là khó mà có thể duy trì bền vững được. Thế thành ra là đối với cái thủ dâm thì nó có một cái ý như vậy. Nó có cái tên là Potino, một cái vỉ là có hai viên. Cái vỉ có hai viên. Người ta chỉ dùng trong những cái trường hợp vì một lý do nào đó mà bất khả kháng, mà có những cái quan hệ tình dục mà không thể khác được, thì người ta dùng cái viên Potino này trong vòng 72 giờ kể từ khi có quan hệ tình dục đến lúc uống là trong vòng 72 giờ. Đấy, ta uống viên thứ nhất trong vòng 72 giờ và uống viên thứ hai cách viên thứ nhất là 8 giờ thì có khả năng tránh thai an toàn. Thế và để chúng ta có những kiến thức cơ bản vì một lý do nào đó khi có gia đình hoặc là trường hợp không có gia đình mà có những cái tình huống bất thường, có thể là khi đi núi rồi là khi đi họp đi hành tối rồi là đi tắt đi có những cái nhỡ nhàng mà lý do là có những quan hệ mà ngoài ý định cả thì là cái đặc điểm như vậy. Thế màng trinh là thường bị rách trong trường hợp nào? Thì màng trinh thường bị rách là khi người ta chạy nhảy, người ta trèo cây, người ta ngã, hoặc là người ta đi xe đạp bị ngã, hoặc là những các cái tai nạn gì đó thì màng trinh có thể rách. Và có thể là khi xây dựng gia đình thì cái màng trinh nó rách khi mà có một cái quan hệ tình dục thì nó rách. Thì cái chuyện đó là khi mà có quan hệ tình dục hay là cũng do những cái tai nạn đều có thể gây những cái rách cả, chứ không nhất thiết là phải có như vậy là gia đình thì nó mới rách. Tức là chúng ta hiểu như vậy. Có nhiều khi là nó rách trước khi xây dựng đình rất nhiều, mà không phải là do quan hệ tình dục, mà nó chỉ là do những cái lao động, mà do những cái tai nạn bất thường. Thế thành ra là tôi đã gặp một cô gái, như vậy là trong âm đạo có một cái khối u vào quãng như vậy là hơn 2 kg. Thế thì chúng ta ngồi tại chỗ. Vâng, và sau đây thì xin mời bác Việt sẽ nhận bó hoa tươi thắm của nhà trường dành tặng cho bác vì đã có sự quan tâm tới các em học sinh ạ. Tất cả các em học sinh chúng ta chưa được phép nghỉ, tất cả ngồi xuống và đề nghị các thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ quản lý học sinh của lớp mình. Vừa nãy thì chúng ta đã được phát tất cả các phiếu thăm dò và có lẽ là đến giờ các phiếu thăm dò cũng đã xong ạ. Vâng, đây sẽ là một cuộc khảo sát nhỏ để chúng tôi có thể đánh giá được mức độ nhận biết của các em học sinh về những hiểu biết của các em trong vấn đề sức khỏe sinh sản. Và chương trình của chúng ta sau một thời gian làm việc thì đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh đã tới tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn bác sĩ Việt đã dành thời gian đến để trao đổi với các bạn học sinh. Và hy vọng là qua chương trình này các em sẽ có được những hành trang cần thiết và cơ bản nhất cho mình, từ đó có ý thức chăm sóc và bảo vệ bản thân. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đại biểu, cảm ơn tất cả các em. Vâng, vừa rồi thì các bạn đã được xem một bộ phim hoạt hình rất hay và được giải quyết những thắc mắc của mình. Và để tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ đến với vở kịch. Qua kho tàng
của những câu chuyện cổ tích. Cô Tấm hiện ra từ quả thị là xinh đẹp, hiền lành, đại diện cho hình ảnh của người con gái Việt Nam. Còn cô Tấm ngày nay thì sao? Có còn hiền dịu và giản dị như cô Tấm ngày xưa nữa hay không? Xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn cùng hướng lên sân khấu và thưởng thức vở hài kịch Cô Tấm Ngày Nay. Xin được bật mí một điều rất thú vị, vở kịch này do chính các bạn lớp 10A4 tự sáng tác và tự biên kịch biểu diễn đấy các bạn. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa toàn thể quý vị khán giả thân mến, Kim Minh Thảo trong vai Dịu Gà, và cuối cùng là tôi Hoàng Bích dẫn chuyện. Và sau đây, không để quý vị khán giả đợi lâu hơn nữa, vở kịch xin phép được bắt đầu. Ai đây một lần đều mơ mộng nhiều, ai đã yêu thì lo sợ nhiều. Để
chim bao đêm nằm, tớ cho ta màu giàu sang, nào là tỷ phú cho tâm chết thèm. Ô bướm đến gần chưa, cám chơi cũng đã thấm mệt, chợt nhớ ra mình chưa bắt được con ốc nào thì sẽ không thể có áo yếm cho con âu. Lòng tham nổi lên, cám quay sang gọi tấm. Chị Tấm ơi, cũng chưa rồi đấy, chị em ta về thôi, kẻo lại phí mất làn da nâu châu Á. Ừ, mò được khá rồi, con đi về đi. Ôi mẹ Tấm ơi, chị Tấm ơi, như chị nhìn kìa, chị mải mò cua bắt ốc quá nên buồn lắm. À nhầm, chị Tấm ơi, chị Tấm, đầu chị lầm phân châu, chị ngủ. Chị ngụp cho sâu kẻo về thì mắng cái gì? Ôi giời, ta chẳng biết thừa. Mà định lừa chị này à? Ngụp sâu kia rồi chắc hết nước. Mà giỏ của mày, mày lĩnh thưởng hả? Chị Tấm ơi, em bảo nhá. Chị Tấm ơi, em cán nào dám lừa chị đâu. Chẳng qua em thấy bên kia có hiệu mất xa ra mặt ra đầu khuyến mãi 20%, nên em bảo chị xăm đó tranh thủ làm ra trắng học và mái tóc xanh điệu này nữa chứ. Ui giời ơi, mỏ cua bắt ốc cả ngày phân bùn lấm hết cả vào da vào tóc rồi. Phải vào kia trùng tu lại sắc đẹp không buộc phí mất sắc đẹp của ta. Ở ngoài này chờ chị, chị vào bên kia, chị vào mắt ta rồi thì đã đi về mày, đúng mà dở trò không mày. Tao này đúng cái số đó thầy quán mới nghe chưa? Tấm ơi, sao Tấm bỏm thế? Tấm ngu ngốc sẽ mãi là Tấm ngu ngốc thôi. Vậy là cái áo yếm trong con đau đã thuộc về ta. Sau một hồi trùng tu sắc đẹp, nào thì da, nào thì tóc, nào thì móng tay, móng chân, sở ba bình dân với giá khuyến mãi, Tấm vui vẻ trở lại, nhưng phát hiện ra vỏ cua của mình đã bị cám lấy hết. Tấm đau khổ, tiếc cho còi áo yếm. Em xinh đẹp nhiều và chắc đi làm điệu nên em đã ngày càng đẹp lên. Thứ lỗi. Mà xem đây cũng là một cái duyên ta. Ừ, cứ nói cũng phải. Thì ông anh đẹp, ông anh đẹp trai ơi, cho hỏi ông anh đi đâu mà vội thế? Bác à, hỏi em như này. Aladdin và công chúa mải lên bay ở trên dạng lách, bỏ tao một mình. Buồn quá cơ. Ô buồn thế à? Ô, thế đèn thần của anh đâu đâu tao hôm nay lại mang theo đèn nhấp nháy hãy. À, ra Việt Nam tối tăm quá. Đèn kia đi tốn xăng nên ta dùng đèn pin cho đỡ tốn kém. À thôi, muộn rồi. Tao phải đi đây. Ô, chờ đã. Ô, chẳng mấy khi gặp nhau, nếu ông anh có biết thuật thì cho em một điều không nhỏ nhỏ nhỏ.
hơi được, nhưng ta lại không mang theo đèn thần, nên có hiệu nghiệm hay không là còn phụ thuộc vào số phận đấy nhé. Nào, bước đi. Em chỉ ước một điều ước nhỏ nhỏ thôi. Ấy là có một chàng hoàng tử đẹp trai, cưỡi giàu có, đến dưỡng em để tìm cho em cuộc sống no no, không phải là phải làm gì cả. Vậy có được không ạ? Ừ, thôi được. Để ta tìm câu thần chú cho nó. Đây, có rồi, có rồi. Câu này có khi hợp với cô ấy. Rồi, từ từ đã. Nhắm mắt vào. Uống mà là sô-cô-la, Coca-Cola, Fanta. Ôi trời ơi. Thôi, ta phải đi đây. Ôi trời đã. Cái ông thật đèn lấm cổng này không biết có hiệu nghiệm như đây. Trời ơi, tôi chết đi được. Thôi. Ai? Trèo cả chân rồi. Tôi chết đi được. Trời ơi, anh quá đen. Cái đen này còn đen như cuốc. Đen như cuốc này. Về thôi. Có ai ngờ đâu, sự đen đủi gây ra bực tức cho Tấm lại làm một khởi đầu cho một mối duyên trời định. Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bà. Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam. Những con đường đến thơ và những dòng sông. À! Trời ơi! Sao vậy? Sao vậy? Xe máy! Trời sập à? Trời sập đâu mà trời sập? Xe đổ dưới cái kia. Mày đâu? Dựng xe cho ta. Sập ra đây. À, may quá. Có xe này thủ tao sao? Ta phải sai quân lính suốt mấy năm rồi dòng dã với cái lô xe này mà đi. May quá, không sao. Còn đây nữa. Cười cái gì mà cười. Còn đây nữa. Có mũ bảo hiểm xanh rượu này của anh. Hàng tàu của Pháp. Bộ ba đẹp. Rất hợp giá hay. Ô, sao thế này? Sao mũ bảo tay đứt hết cả rồi, mũ bảo hiểm đứt làm đầu ta chảy máu, không biết có cái gì công lực mạnh mà khiến đầu ta chảy máu, mũ bảo hiểm vỡ thế này. À đây rồi, chính mày là vùng đầu ta chảy máu hẳn. Thực chất của mày là một người bạo lực chất đại, bức xúc chưa gì nên mới phi ghép kiểu vô lên như thế này. Nhất định là sẽ tìm ra nào, nhất định là sẽ tìm được nào. Dước tao về treo. Kể từ ngày thần đèn. Đi. Kể từ ngày gặp thần đèn, Tấm trở về nhà tiếp tục những ngày tháng ăn chơi khác táo của mình. Ngày thì cày game, đếp lên xà, cho đến một ngày, ước mơ của Tấm dường như trở thành hiện thực. Loa, hòa thượng nói chỉ cho chuyện tất cả phụ nữ trong nước, không kể già trẻ, dị tật, chỗ tọt, lát khèo, mau mau về kinh phủ Tây. Loa. Biết tin ấy, rất nhiều.
nhiều phụ nữ không trừ một ai đều đến kinh đô thủ giày. Có tấm là sốt sáng hơn cả. Thử dây lần lượt không được chen lấn xô đẩy. Để em thử trước cho. Cho tôi. Con gọi mày thử trước đi. Có điện thoại. Hello. Hello. Thằng Hào ơi. À, sao học thượng? Dạ, thật cô giáo. Dạ, vâng, vâng. Vâng. Cứ thử dây đi nhá. Mà có chuyện gì nhá. Để em thử trước cho. À, thử đi. Ui giời ơi. Không vừa là xí. Đố à? Đây này, người ta thử này.